búa của Thao nặng bao nhiêu, chỉ cần dùng một tay nâng lên thì có thể thắng được 100 đô la Mỹ. Chàng trai đã đặt ở cửa phòng tập gym một cây búa có trọng lượng 75 kg, ai mạnh hơn thì có thể thắng được tiền thưởng. Người tham gia đầu tiên là Henry, anh ấy cắn răng vẫn thật sự cầm lên được, thắng được 100 đô la Mỹ. Anh tắc xoan qua đường cũng muốn thử một chút, anh ấy cũng rất nhẹ nhàng nâng lên được, cũng thắng được tiền thưởng. Người tham gia thứ hai hiển nhiên có chút vất vả, anh ấy móc tay vào vỏ sắt bên mép mới có thể nâng lên. Người tổ chức lại sửa 100 đô la Mỹ thành 1 đô la Mỹ, sau đó đưa anh ấy 1 đô la Mỹ. Đây cũng quá bất công rồi, lẽ nào chiếc búa lớn 75 kg không năng ư? Hai người tiếp theo cũng thử thách thành công rồi, cô gái này có thể nâng lên không? Người tổ chức lại sửa tiền thưởng thành 1.000 đô la Mỹ, chỉ cần một tay nâng lên là có thể lấy được. Cô gái thử đi thử lại mấy lần, chiếc búa một chút cũng không rời khỏi mặt đất. Cô gái thứ hai cũng tới tham gia, bất kể cô ấy sử dụng toàn sức lực cũng không thể nâng lên được chút nào. Tương tự là kiểu người yêu thích tập luyện, tại sao đàn ông đều có thể nâng lên, con gái lại một chút cũng không được? Lẽ nào con gái vốn dĩ không thể làm thần thao được? Người tụ tập đến xem ngày càng nhiều. Tiếp theo bắt đầu vòng đấu thứ hai, giơ búa qua đỉnh đầu thì có thể giành được 1.000 đô la Mỹ. Ông chú đầu tiên thất bại rồi. Người thứ hai cầm búa đặt lên trên vai, sau đó dùng lực giơ qua đỉnh đầu, cứ vậy mà thành công rồi, thắng được 1.000 đô la Mỹ. Người thứ ba cũng áp dụng cách thức tương tự, lại không có giơ lên được, nhưng anh ấy không bỏ cuộc, cả cơ thể ngồi xổm nhanh chóng đứng dậy, cuối cùng đã giơ qua đầu, cũng nhận được tiền thưởng. Độ khó nâng cấp, không chỉ cần sức mạnh lớn, còn phải có phương pháp, nếu không bạn mạnh mẽ hơn nữa, cũng rất khó giơ được cây búa 75 kg. Liên tiếp 4 người thử thách thất bại, lúc này người thắng được 100 đô la Mỹ đầu tiên, cậu ấy cũng muốn thử một chút. Anh ấy dùng 100 đô la Mỹ làm tiền cược, giơ lên được sẽ thắng 1.100 đô la Mỹ, thất bại thì một xu cũng không có. Người tổ chức đã đồng ý, chàng trai run rẩy đặt lên trên vai, còn chút nữa thì ngã, cuối cùng hít một hơi sâu giơ lên, thắng được 1.100 đô la Mỹ. Có người thích có người lo lắng, búa của thần thao cũng không được bảo hộ. Mấy người tiếp theo liên tiếp thử thách thất bại, cho đến khi một người đàn ông vạm vỡ xuất hiện, anh ấy nâng chiếc búa nhẹ nhàng giơ lên, vẫn có thể xoay một vòng, sau đó tung lên trên, giơ qua đầu rất cao, nhận được tiền thưởng liền rời đi, để lại người tổ chức bối rối. Nhưng người tổ chức đã chuẩn bị một thùng tiền, anh ấy muốn dùng xong toàn bộ mới có thể yên tâm rời đi. Bạn cảm thấy phương pháp gì mới có thể giơ cao được cây búa của thần thao đây?